Hành trình của cây dưa chuột. Hello mọi người ơi, đây là mấy chú dưa chuột mà mình đã ươm từ hạt này. Sau khi dưa chuột có chiếc lá thứ tư thì Yến đã cho ra đất. Cắt cái này cẩn thận để giữ nguyên được cái bầu đất nha. Để bắt đầu từ hạt và lớn như thế này thì khoảng mất 2 tuần nhé. Trồng xuống đất xong thì mình sẽ tưới nước hàng ngày. Vài ngày sau thì mình đã bón thêm một ít lân vào đây. Yến đã làm giàn cho nó leo lên này. Trông từ xa cái giàn của mình cũng ok la phết nhở. Đấy, vừa làm giàn có vài hôm thì cây dưa chuột đã leo lên như thế này và nở rất nhiều hoa. Mình trồng nhiều loại cây rồi nhưng mà trồng dưa chuột là vui nhất bởi vì nó rất là nhanh ra hoa và ra trái này. Và bây giờ chiếc quả đã dần hình thành rồi. Vài bữa sau thì bông hoa đã tàn và chú dưa chuột ấy đang lớn dần mỗi ngày. Trời ơi, thích quá luôn. Vậy là sau 45 ngày thì mình đã thu hoạch được cái trái dưa chuột đầu tiên. Vì là giống dưa chuột bao tử nên là quả này nó nhỏ hơn cái quả dưa chuột bình thường. Các cụ nói quả không sai, có công trồng cây có ngày được ăn quả. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử luôn. Nói chung là cứ bị ngon ý. Dưa chuột mình tự trồng rồi là chấm bục canh mì tôm nữa thì đúng là nhức nách.